Liên quan đến thông tin từ báo chí Hàn Quốc đưa tin ban đầu về việc bắt giữ hai tiếp viên hàng không Việt Nam vận chuyển tinh dầu cần sa. Sáng ngày 7 tháng 9, ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết Cục đã chỉ đạo các hãng hàng không xác minh vụ việc và sớm có báo cáo. Trước đó, theo đài MBC đưa tin, ngày 6 tháng 9, Sở Cảnh sát Incheon phía Tây của Seoul, Hàn Quốc đã bắt giữ hai trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra về hành vi buôn lậu ma túy. Hai nữ tiếp viên này bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng, tức tinh dầu cần sa, trị giá 300 triệu won, tương đương với hơn 5,4 tỷ đồng trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4 năm 2023. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, hai nữ tiếp viên trên nhận họ đã chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won, tương đương với từ 1,2 triệu cho đến 2,7 triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng. Các nữ tiếp viên cho biết là họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa.